Shop hàng nhiệt độ điện xin chào các bác. Em lên sóng phục vụ các bác một con máy lọc khí Panasonic, một cái dòng máy thiết kế cực đẹp của hãng Panasonic. Con này đời trong cái phân khúc cao cấp của Panasonic FVX-Z50, phân khúc cao cấp các bác nhé. Một con máy về hình thức còn khá là đẹp. Dòng máy 50 này các bác dùng cho phòng khoảng 30 mét vuông đổ lại. Hình thức mọi tính năng, con này full tính năng luôn, hiện đại đầy đủ. Rất là đẹp. Dòng VXC50 này là cái dòng cao cấp trên VXH các bác nhé. Con này thì em báo giá luôn, em bán là 3 triệu, chưa phí vận chuyển. Máy đã được đấu đổi điện 220V rồi. Các tính năng trên máy thì có khóa trẻ em này. Đấy, khóa nhé, giữ khoảng 3 giây là nó mở, 3 giây là khóa. Hẹn giờ này, dọn phòng nhanh này. Eco Navi này. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy. Điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm tự động khác nhau. Điều chỉnh 3 chế độ lọc khí và bù ẩm. Đèn báo Eco, cảm biến bụi, báo phần trăm độ ẩm. Thông số của máy đây, quay các bác. Đấy, vừa lắc cái nó tắt thôi nha. Dùng lắc máy nó tắt nhé. Dùng lắc máy nó tắt là báo đấy, phải rút điện cắm lại nhé. Đây, con này đời 2014 này bác này, 43W, điện 100V, thì bên em đấu biến áp bên trong rồi thành điện 220V. Về phần màng HEPA thì thay màng mới tinh các bác nhé. Thay màng mới. Yeah. Bên này là màng tạo ẩm. Đấy à. Bình nước rất là đẹp luôn này. Màng tỏ ẩm zin như mới nhé. Yeah, tỏ ẩm zin như mới luôn, rất đẹp. Một con máy khá là hoàn hảo, hình thức đẹp, thiết kế đẹp, mẫu mã đời cao đẹp, giá thành rất hợp lý ấy. Em test cái bụi bịn 2.5 nhé các bạn nhé. Hôm nay chất lượng không khí ở ngưỡng xanh ấy. Đấy, các bạn thấy chưa, sau khi cho qua máy lọc khí, chất lượng không khí rất là tốt nhé. Đấy. Con em bán là 3 triệu chưa phí vận chuyển. Nếu nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.